những thi thương thật thập phương thưa bà con cô bác. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tiếp lần giao lưu của du khách đầu tiên, đó là chị Thu Hằng đến từ thành phố Từ Sơn với câu hát Em Hát Anh Nghe. Em hát cho anh nghe điệu dân ca từ mọi miền tổ quốc, khi anh đang ngày đêm trên chốt hay đi canh để hải đảo xa, là em hát anh nghe. Xin mời chúng ta cùng đến với câu hát.